Hello, xin chào mọi người. Thì mình sẽ vẽ theo yêu cầu của bạn này nha. Thì bạn này kêu mình vẽ cảnh hoàng hôn được không? Thì mình sẽ vẽ nha. Mình sẽ lấy màu tím và chọn với một ít trắng để vẽ, và chọn màu đỏ một ít trắng, và mình sẽ lấy màu cam và vàng đậm, và mình lấy màu trắng chọn với ít vàng. Sau đó mình sẽ lên nha. Và mình sẽ vẽ mặt trời nha. Mình sẽ lấy màu cam để vẽ biển, và mình sẽ lấy màu vàng đậm để vẽ thêm một ít trắng nữa. Mình sẽ lấy vàng đậm chọn ít trắng để làm cái mặt trời phản chiếu xuống nước đó mấy bạn. Mình lấy màu trắng để vẽ cái mặt trời phản chiếu xuống nước, và mình lấy cái màu đỏ đậm để vẽ cái mây nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Mọi người muốn mình vẽ phong cảnh gì thì comment nha.